thực hiện kế hoạch số 2112 KHTTS ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông, kiểm tra xử lý giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Long Biên đã ra quân tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn quận. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam, đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các xe khách tại bến xe Gia Lâm và phối hợp với ban quản lý bến xe yêu cầu các nhà xe lên kế hoạch bảo đảm tăng cường lực lượng, tăng cường số lượng xe để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách có thể lên tới 150-200%. Trong cái đợt nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì người dân và học sinh sinh viên sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp mà lại rơi vào cuối tuần. Do vậy cái kế hoạch mà phục vụ hành khách đi lại trong cái dịp này thì bến Gia Lâm chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết về công tác phục vụ cũng như là công tác đảm bảo trật tự trị an, trật tự an toàn giao thông, nghiêm cấm mọi cái hành vi là sự lợi dụng vào những cái ngày cao điểm mà tăng giá vé cũng như là nhồi nhét khách. Cũng có một cái khuyến cáo rất là với hành khách có nhu cầu đi xe ở các tuyến tại bến xe Gia Lâm cũng nên vào các cái bến để mua vé để đi xe, không nên đứng ở bên ngoài đường để đón xe. Theo đại diện đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Long Biên, để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đơn vị đã triển khai các kế hoạch đồng bộ cùng với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra nhắc nhở các nhà xe, doanh nghiệp vận tải chấp hành và thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị. Bên cạnh đó, trong sáng ngày 23 tháng 8, đội Thanh tra Giao thông quận Long Biên cũng đã kiểm tra xử phạt nhiều ô tô dừng đỗ không đúng quy định trên tuyến phố Nguyễn Văn Cử và phối hợp với các lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 197 quận Long Biên, Ban Chỉ đạo 197 các phường trên địa bàn để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, tạo cảnh quan môi trường đô thị thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong quá trình thực hiện thì có thực sự cái do ý thức của người dân nó chưa được tốt cho nên là cũng được cái sự mà gọi là đối phó lại với các lực lượng chức năng kiểm tra thì là nó có nhiều hình thức đòi hỏi các lực lượng khi làm nhiệm vụ phải thực hiện quyết liệt hơn, xử lý nghiêm trong các tình huống. Đối với các xe dừng đỗ đón trả khách thì đang thiếu các phương tiện mà cưỡng chế, thiếu các phương tiện mà để cẩu xe đi khi gặp người ta vi phạm chống đối. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến nay, đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Long Biên đã kiểm tra và xử phạt 31 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị với số tiền gần 100 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là lỗi dừng đỗ xe không đúng nơi quy định và xe chở quá trọng tải cho phép.